Em Thảo Hoa Lan, mến chào tất cả các anh chị và các bạn đang xem video buổi tối ngày hôm nay, cuối tháng 8 thôi ạ, và sắp chuẩn bị nghỉ lễ ngày mùng 2 tháng 9 rồi mà gia đình em Thảo vẫn tiếp tục nhận đơn, và sau ngày mùng 2 tháng 9 thì gia đình em Thảo sẽ gửi hàng cho cả nhà nhé. Đó, và bây giờ thì em Thảo sẽ quay và giới thiệu cả nhà về từng mặt hàng, từng cây con và những cái cây hoa của nhà em luôn nha. Đó, bây giờ em sẽ giới thiệu cả nhà luôn nhé. Nhìn thấy bạn, đây là hoàng thảo Sunny nhé cả nhà nhé. Hoàng thảo Sunny về bao nhiêu là hết bấy nhiêu, bởi vì cái dòng hoa này rất là giống với dòng cây sơn thủy tiên đột biến, hoa vàng mắt đen này. Đó, em cho mọi người xem mặt bông luôn nhá. Và hiện tại thì cây thực tế nhà em Thảo đang bán là cây cao khoảng tầm 30cm, 30 đến 35cm nhá. Thân mập này, mập to hơn cả ngón tay của em cơ. Này, người nhìn thấy không ạ? Đó, so sánh bạn nhìn thấy đây. Cây đang thắt ngọn, chuẩn bị chất dinh dưỡng để chuẩn bị cho bông luôn rồi. Đó, và với đặc điểm hoa của nó là hoa vàng mắt đen, và đặc biệt là rất là sai hoa, rất là dễ trồng. Anh chị em mới tập chơi hoặc là chơi lâu năm thì chúng ta cũng muốn là sưu tầm một cái giò này đúng không ạ? Bởi vì hoa của nó rất là thơm này, rất là bền, một năm nó có cho chúng ta khoảng 2 đến 3 lần hoa luôn. Đó, và nếu mà em Thảo mà gửi hàng cho cả nhà mà nó có bị vàng lá đi chăng nữa hoặc là hơi rụng lá thì không sao nhé, bởi vì là nó đang thắt ngọn chuẩn bị chất dinh dưỡng cho hoa rồi, nên là quá trình rụng lá càng nhanh thì sẽ cho hoa càng sớm đấy ạ. Đó, anh chị em chốt đơn hàng thì có thể là chốt để lại số điện thoại là một combo Sunny, để lại số điện thoại một combo Sunny với số điện thoại là sẽ có đơn hàng nhá. Hoặc là anh chị em nào muốn mua hai combo Sunny để được bao ship thì chúng ta có thể ghi là hai Sunny, hoặc là có thể là xem tiếp video của em để xem những cái mặt hàng nào chúng ta có thể gộp đơn để được bao ship nhá. Đó, hoàng thảo Sunny của nhà em đẹp lắm. Vì là em Thảo đang live stream ở ba máy cơ, nên là cô chính chị nào mà ưng ý mặt hàng nào thì có thể là để lại là tên mặt hàng cộng số điện thoại là sẽ có đơn hàng đấy ạ. Đó, tại vì nhà em có rất nhiều mặt hàng khác nữa nên là em Thảo sẽ quay tiếp mặt hàng khác. Đây, một cái dòng hoa rất là xịn sò, rất là xinh đẹp luôn ạ. Họng rất là bay và cánh rất là lượn luôn, đó chính là hoàng thảo xoắn. Một cái dòng hoa rừng quý hiếm đấy ạ. Để mà nói hàng rừng, bây giờ hiện tại hoàng thảo xoắn trên rừng là kiệt quệ, không có hàng để bán luôn. Năm ngoái là nhà em Thảo bán giao lưu khoảng tầm 4 đến 500 nghìn một cân. Tuy nhiên rằng là các bác mua về thì chưa chắc đã sống đâu ạ, bởi vì nó càng quý nó hơi đỏng đảnh một chút. Đây là hàng nhà em Thảo đã thuần sẵn cho cả nhà rồi, hoàng thảo xoắn mặt bông rất là đẹp và long lanh. Đó, khoảng tầm 8 đến 9 thân rất là xinh này, mọi người nhìn này các bạn. Đó, có một số thân thì nó đã thắt ngọn nên là chuẩn bị chất dinh dưỡng cho hoa rồi, nên là chúng ta mua về chúng ta vừa làm giống chúng ta vừa xem hoa luôn đúng không ạ? Bình thường một bảng như này. Đấy, bình thường một bảng hoàng thảo xoắn đẹp như này đấy ạ, nhà em Thảo đã bán với giá 250.000 nhá. Ngày hôm nay em Thảo chỉ bán với giá là 305.000 được hai bảng như này. 305.000 được hai bảng nhá. Đó, chúng ta có thể ghép với một cái mặt hàng nào khác nữa để hóa đơn trên 500.000 thì em Thảo sẽ bao ship cho cả nhà. Đây mọi người nhìn thấy các bạn. Đó, mua hai cái bảng như này là 700.000, chúng ta có điều kiện chúng ta mua vào. Rồi chúng ta sưu tầm ạ, bởi vì dòng này là dòng quý hiếm lắm rồi, ở trên rừng là kiệt quệ hết rồi đấy ạ. Cây của nó hiện tại là cao khoảng từ 15 đến 25 cm rồi. Đó, khoảng từ 7 cho đến 9 thân tơ, rất là xinh nhá cả nhà nhá. Đó, anh chị em chỉ cần để lại số điện thoại là sẽ có đơn hàng đấy ạ. Hoàng thảo xoắn, một cái dòng hoa rừng quý hiếm đẹp luôn ạ, rất là sang chảnh luôn. Nói chung dòng hoa này anh chị em yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm một vài bảng nhá. Đấy, xinh lắm. Phi điệp đột biến của nhà em này, đó chính là năm cánh trắng mắt xước môi trái tim, hàng đột biến. Đây là hàng ươm kỳ nhé cả nhà nhá. Đây là hàng ươm kỳ đã, hàng nào là hàng hạt em Thảo sẽ báo là hàng hạt nhé cả nhà nhá. Đó, hàng ươm kỳ. Đó, năm cánh trắng mắt xước môi trái tim, đây là hàng ươm kỳ này. Có một số cây là kỳ của nó bị rụng rồi, nhưng mà em đảm bảo hành mặt hoa cho cả nhà luôn đấy ạ. Đó, hôm nay trên livestream thì bình thường em Thảo toàn bán hai thân thôi, hôm nay chọn ra được khoảng tầm 20 chậu 3 thân như này để giao lưu với cả nhà. Nên là anh chị em nào mà nhanh tay để lại số điện thoại thì sẽ có đơn hàng nhé cả nhà nhá. Anh chị em chốt em bán với giá bình thường là 350.000 một chậu, ngày hôm nay em Thảo bán với giá là 270.000 một chậu. Đó, 270.000 một chậu mà mua hai chậu em Thảo sẽ bao ship cho cả nhà luôn. Mua hai chậu em Thảo bao ship nhá, mọi người nhìn thấy không ạ? Cây của nó này. Đó, toàn dòng 3 thân thôi, bình thường là 3 thân em toàn bán 350.000 thôi. Đó, xin chào. Có cây thì nó cao hơn một chút xíu. Và người ta có câu là khi lan lên chậu như hoàng hậu lên ngôi đúng không ạ? Chúng ta mua về chúng ta thay qua một cái chậu khác đi. Ở một đẳng cấp mới luôn, nhìn này, đang đi ngọn rất lực luôn. Và hoa của nó nở vào Tết, rất là sai hoa, hoa rất là đẹp và rất là bền nữa. Đặc biệt là dòng 5 cánh trắng nữa này, nhìn thấy không ạ? Dòng 3 thân này, 270.000 một chậu. Mua 2 chậu em Thảo bao ship cho cả nhà nhé. Điệp gieo hạt của dòng đột biến năm cái trắng hiển oanh. Đó, đây là một trong cái dòng hoa chơi thân lá thì cực kỳ là đã luôn, chưa nói đến chơi hoa nhé cả nhà nhá. Mọi người nhìn thấy không ạ? Dòng lá xếp này, trắng trắng này là em Thảo phun nước vôi trong để đảm bảo hàng em gửi cho cả nhà là không bị thối nhũn này. Và tiếp nữa đó chính là dòng lá mít xếp này. Đó, dòng lá mít xếp đang đi ngọn rất là lực, cây cao khoảng từ 25 cho đến 30 cm.
có cây của nó sẽ thấp hơn là khoảng tầm 15 cm đó. Em sẽ ưu tiên cho các bác ở trên livestream này có địa chỉ và có điện thoại thì sẽ có đó những cái cây thật là xinh nhá. Em sẽ lựa cho cả nhà cây đẹp ạ. Bình thường em thảo bán là 280 cho đến 300.000 một chậu. Ngày hôm nay em chiên quý khách hàng với giá chỉ có 230.000 một chậu thôi. Đấy, xinh lắm. Này có cây nhiều sao nhá. Đấy, này là chúng ta mua sưu tầm này mọi người nhỉ. Chơi thân lá này cực kỳ là đã luôn. Đấy. Hiển Anh hay là HO. Đấy, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta để lại địa chỉ và số điện thoại sẽ có đơn hàng đấy. Đấy, cây xinh chưa? Rất là đẹp luôn, mơn mởn luôn đấy. Và đây là một trong cái dòng hoa cao cấp của nhà em, gọi là cao cấp bậc nhất luôn, hàng ươm ki nhá cả hàng nhà nhá. Đây là mang tên là nữ hoàng mặt trời đỏ. Đấy, mặt bông của nó là đỏ rực luôn, hoa nở vào Tết nhá. Mọi người ơi, cái hoa này là hoa nở vào Tết mà nó còn rất là sai hoa nữa. Hoa của nó mọi người nhìn thấy trên màn hình này đã. Với cái môi của nó rất là rộng này, cánh của nó rất là bay và mặt bông của nó đỏ rực như thế là hiếm có dòng cây phi điệp nào nó có mặt bông đỏ rực như thế đúng không ạ? Đấy, đó chính là nữ hoàng mặt trời đỏ đấy, đỏ như mặt trời luôn. Em thảo bán bình thường những chậu này là 500.000 một chậu đấy ạ. Đó, bình thường ngày hôm nay em livestream này em thảo chỉ bán với giá là 300.000 một chậu thôi, mà là 3 thân nhé cả nhà nhá. Từ 3 thân trở lên thôi. Hôm nay có những cái chậu 2 thân nhưng mà em sẽ ưu tiên cho cô chú anh chị nào mà để lại địa chỉ và số điện thoại những cái chậu 3 thân đẹp như này với giá là 300.000 một chậu nhá. Hàng ươm ki nữ hoàng mặt trời đỏ, hàng chuẩn bông luôn, đỏ rực như mặt trời luôn đấy ạ. Đó, và đặc biệt là hoa của nó còn nở vào Tết nữa, tới đây chúng ta mua về chúng ta xem hoa luôn đấy ạ. Đấy, cây của nó cao khoảng tầm 30 cho đến 35 cm rồi, mọi người nhìn thấy các bạn. Đấy, khi lan lên chậu như hoàng hậu lên ngôi luôn ạ. Chúng ta thay qua một cái chậu khác thôi, cây hoa lan của chúng ta một tầm cao mới luôn. Đó, em thảo bán là 300.000 một chậu nữ hoàng mặt trời đỏ nhá. Số lượng em thảo còn có khoảng tầm 20 chậu thôi, nên là anh chị em nào mà chúng ta nhanh tay thì sẽ còn nhá. Theo đây, đây chính là cái đai châu hồng mỹ nhân của nhà em này. Đó, đai châu hồng mỹ nhân mọi người biết rồi đúng không ạ? Đai châu hồng cánh sen chính là hai đai châu hồng mỹ nhân có một cái tên mỹ miều đúng không ạ? Đai châu hồng cánh sen có giá trị kinh tế cao nhất trong dòng đai châu, chính vì vậy là được rất nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm để trưng bày Tết đúng không ạ? Không chỉ riêng Việt Nam đâu mà trên toàn thế giới chúng ta ưa chuộng cái dòng hoa đai châu này luôn đấy ạ. Đó, ngày hôm nay cái dòng đai châu hồng cánh sen của nhà em Thảo này, đấy đai châu hồng mỹ nhân này có dòng lá mít nhá cả nhà nhá. Dòng lá mít xếp rụt rất là đẹp mọi người nhìn thấy không ạ? Đó, bản lá rất là xinh luôn. Đó, cây khoảng tầm 5 cho đến 6 cặp lá. Bình thường này em thảo bán 450 một cây đấy ạ. Ngày hôm nay em thảo chỉ bán với giá là 350.000 một cây thôi. Đó, anh chị em nào chúng ta có điều kiện thì chúng ta có thể sưu tầm một vài cây về chúng ta chơi. Đó, mọi người biết rồi đúng không ạ? Hồng cánh sen là có giá trị kinh tế cao nhất trong dòng đai châu rồi. Đó, số lượng thì em thảo cũng không có nhiều. Đây là hàng của nó này, em đảm bảo hàng xinh. Đấy, tới này sẽ cho bông luôn ạ. Đây là cây 6 năm tuổi anh nhá, 350.000 một cây đã. Đó, 350.000 một cây đai châu hồng cánh sen, lá xếp lá mít. Và tiếp theo đây ạ, đây là những cái bảng trầm thân thủ của nhà em, và nhìn thấy các bạn. Đấy, cây cao khoảng tầm 20-25 cm rồi này, trầm thân thủ này. Riêng cái thân của nó riêng so với cái ngón tay của em này, ngón tay trỏ này nhá. Đó, như cái bảng trầm thân thủ này bình thường này em thảo bán là 250 một bảng, ngày hôm nay em bán thanh lý là 180.000 một bảng nhá. Mua hai bảng là 350.000, em thảo bao ship cho cô chú chị luôn đấy ạ. Đó, mọi người nhìn thấy các bạn. Đây. Đấy, xinh chưa? Đẹp lắm, nói chung là không biết nó biết miêu tả kiểu gì cho nó thấy nó đẹp được, bởi vì là cái em quay như này thì nhìn thấy nó không được xinh lắm, nhưng mà mọi người nhìn thấy cái bản lá của nó này, thân của nó mập ú nu luôn, đang đi ngọn đua ngọn rất là khỏe này. Đó. Nói chung là riêng cái dòng thân thủ thì nó lúc nào nó cũng bản lá của nó cũng thường nó to hơn so với những cái dòng trầm khác luôn. Đó, em sẽ lấy cho mọi người xem so sánh cái bảng trầm nhà em nhá. Một cái cây trầm tím hàng thuần của nhà em này. Đây chính là cây trầm tím của nhà em nhá. Mọi người nhìn thấy nhá. Trầm tím này so với cái cây trầm thân thủ của nhà em, lá của nó này thua xa luôn đúng không ạ? Đó, chính là trầm thân thủ của nhà em. Mỗi một chậu của nó khoảng tầm 2 thân tơ. Đó đây, mọi người nhìn thấy những cái thân già của nó này. Đó, trầm thân thủ này là hàng rừng nhá cả nhà nhá. Đó, em thảo bán 350.000 được hai bảng, em thảo bao ship cho cả nhà luôn ạ. Đó, trầm thân thủ nhá. Anh chị em yêu mến thì để lại số điện thoại là sẽ có đơn hàng đấy ạ, trầm thân thủ này. Đó, còn hàng những cái hàng trầm bình thường như này là em thảo đang bán hàng trầm rừng của nhà em bán với giá là 300.000 được 3 chậu đấy ạ. Đó, số lượng thì em thảo lại gần như là hết hàng rồi. Đấy, hiện tại cây đang đi ngọn rất là lực này. Đó. Anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ? Trầm nằm trong top 10 loại hoa lan có giá trị kinh tế và giá trị thẩm mỹ về mặt bông cao nhất đúng không ạ? Trong dòng hoa lan của Việt Nam mình. Đó, và đặc biệt đây là cây trầm thân thủ, bản lá to, hoa của nó to, thơm, nói chung là
chúng ta đã có trầm dương rồi thì chúng ta nên sưu tầm cho mình một bảng trầm thân thủ như này. Đó, và em Thảo có khoảng tầm 9 giò thôi, nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm nhá. 350.000 được 2 giò, em Thảo bao ship cho cô chú anh chị ạ. Đó, anh chị em chỉ cần để lại số điện thoại là sẽ có đơn. Tiếp theo em giới thiệu cả nhà một cái dòng hoa cao cấp của nhà em, đó chính là phi điệp lá biên phát tài. Đấy, dòng hoa thu hút may mắn và tài lộc về gia đình của mình đúng không ạ? Đó, lá biên phát tài, mọi nhìn thấy không ạ? Cái biên này, biên vàng này. Đó. Đặc biệt là cây ngày hôm nay rất là xinh nữa, cây cao khoảng tầm 30 cm rồi, 30 35 cm rồi nhá cả nhà nhá. Cao to đẹp dai luôn này. Đó, phi điệp lá biên phát tài với mặt bông rất là xinh luôn. Đấy, không những là chơi thân lá mà còn cả chơi bông luôn đấy ạ. Đấy, bình thường những chậu này là em Thảo bán 300.000 một chậu. Ngày hôm nay lá biên phát tài ngày hôm nay em Thảo chỉ bán với giá là 240.000 một chậu nhá. Đó, 240.000 một chậu mà mua 2 chậu em Thảo sẽ bao ship cho cả nhà luôn, mọi người nhìn thấy không? Đấy, 240.000 một chậu lá biên phát tài này. Đấy, cây đang đi ngọn, đi rất là xinh luôn ạ. Chúng ta mua về để chúng ta trồng thì chúng ta trồng thẳng lên như này, hoặc chúng ta để nó xuôi xuống như này cũng được, nhất là dòng thân thòng mà. Đó, anh chị em nhớ là chúng ta nên sưu tầm cho mình 1-2 chậu lá biên phát tài đi, mọi người nhìn ạ, xinh ạ. Đấy, đẹp lắm. Nói chung là cái dòng lá biên phát tài này thì em không có nhiều đâu, cứ lần nào về là hết hàng luôn đấy ạ. Hoa rất là đẹp nữa, đó chính là cây phi điệp 6 mắt thăng long hàng hạt của nhà em. Anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ? 6 mắt thăng long là một trong cái dòng hoa có mặt bông mẹ rất là đẹp này. Đó, hiện tại thì cây của nó em Thảo đang bán, cây thực tế nó đang đi ngọn rất là lực nhá. Có dòng 2 thân và dòng 3 thân. Nếu mà chúng ta lấy 2 3 thân thì nó sẽ cao, 2 thân nó sẽ cao hơn 3 thân một chút này. Đó. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta quay sưu tầm, và số lượng thì em Thảo còn có khoảng tầm 12 chậu thôi. Nên là anh chị em nào nhanh tay thì sẽ còn nhá. Đó, anh chị em thì cần comment là 6 mắt cộng số điện thoại là sẽ có đơn hàng đấy ạ. Đó, em Thảo bán là 240.000 một chậu. Mua 2 chậu là em Thảo bán là bao ship cho cả nhà nhá. Bởi vì bình thường những cái chậu này là em Thảo đã bán 320 rồi. Đấy, mọi người nhìn thấy này. Xinh chưa? Rất là đẹp luôn này. Đó. Dòng này là dòng, nói chung là chúng ta mua về chúng ta thay qua một cái chậu khác thôi thì sẽ rất là đẹp luôn. Đấy. Ưu tiên cho cô chú anh chị nào có số điện thoại nhanh nhất thì em Thảo sẽ chọn cho cả nhà chậu 3 thân nhá. Đó. Nhìn ạ, đây chính là những cái cây Vanda 4N của nhà em này. Anh chị em còn nhìn thấy này. Đấy, chúng ta muốn chơi thân lá chúng ta nên sưu tầm đi, bởi vì cây này nó đẹp lắm. Lần này về cái dòng lá ngắn, lá xếp đều tam tác luôn. Mỗi một cây của nó khoảng tầm 15 cho đến 16 cặp lá này. Đó, 15 cho đến 16 cặp lá nhá, dòng lá ngắn này. Đó, lá này gọi là lá mít luôn, rất là đẹp đúng không ạ? Lá ngắn này. Và thứ hai nữa đó chính là bản lá cứng lắm, bản lá cứng rất là đẹp luôn, khoảng tầm 40 cm nè mọi người nhìn này. Đó, xinh cực là xinh luôn ạ. Dòng này không những chơi lá đâu mà chúng ta còn chơi hoa và chơi cả rễ nữa này. Đó. Bình thường những cây Vanda đẹp như này là em Thảo bán với giá là 250 một cây. Ngày hôm nay trên livestream này anh chị em nào chốt nhanh thì sẽ còn nhá. Em Thảo bán với giá là 350.000 được 2 cây này. Có một số lá có cây bởi vì là nó đã được khoảng tầm 6 năm rồi nên là cái cây này đã nó được khoảng tầm 6 năm rồi nên là cái cây này nó sẽ có một số vài lá dưới này nó hơi bị lỗi một chút xíu, không sao cả nhá. Đó, bởi vì cây của nó này mọi người nhìn này, lá xếp được là tắt luôn. Đó, 350.000 được 2 cây này. Tiếp theo đây ạ, em giới thiệu cả nhà một cái dòng hoa rất là đẹp luôn ạ. Dòng lá mít thân thủ luôn, mọi người nhìn thấy không? Xinh chưa ạ? Lá mít thân thủ này rất là đẹp luôn, đó chính là trầm cửu long. Một cái dòng trầm đẹp và nổi tiếng bậc nhất ở bên Đài Loan. Đây là hàng ươm kỳ nhé cả nhà nhé. Đây là hàng ươm kỳ, mọi người nhìn thấy quả cái kỳ này. Có cây, một vài cây nó bị rụng kỳ thôi, còn có nhiều cây nó vẫn còn có kỳ ở đấy ạ. Đó, mặt bông của nó rất là to này, thơm, tím đậm. Đây là cái dòng hoa này được gọi là tiêu chuẩn để đánh giá những vẻ đẹp của dòng trầm khác luôn ạ. Ngoài ra thì mọi người cũng để ý là cái dòng cây này là cây tem để lai tạo ra rất nhiều những cái dòng giống trầm khác nữa. Đó, nói chung là nổi tiếng bậc nhất và có giá trị kinh tế rất là cao đúng không ạ? Một cây bình thường như này nếu mà nó nở hoa, có hoa trên thân là chúng ta sẽ mua vào khoảng tầm 450 đến 500.000 đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì nhà em Thảo bán mỗi một cây trầm như này là Tết này nó sẽ cho bông luôn nhé cả nhà nhá. Tết này cho bông luôn, hiện tại nó đang đi ngọn rất là lực này. Đó, nếu mà chúng ta chăm sóc tốt là nó dài khoảng tầm 1 mét cơ. Đấy. Em Thảo bán với giá rất là mềm luôn ạ. 280.000 một chậu này. Đó, trầm cửu long nhé cả nhà nhá. Trầm cửu long, hàng cao cấp của nhà em, rất là thơm luôn. Đó, mua 2 chậu em Thảo bao ship cho cả nhà luôn. Đó, trầm cửu long một thân như này. Nó là hàng cao cấp nên là nó sẽ không có giá rẻ đâu ạ. Tất cả các cô chú anh chị đi mua ở đâu mà có giá rẻ thì nó đều không phải là trầm cửu long hàng ươm kỳ nhá cả nhà nhá. Đó, trầm cửu long. Đó, cây nào nó cũng xinh hết á. Em số lượng em chỉ có còn có khoảng tầm 30 cây thôi. Nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm.
Đây là những cái giỏ rán hương đuôi cáo của nhà em này. Đó, nhà em có rất là nhiều những cái giỏ rán hương đuôi cáo, khoảng từ 5 cho đến 6 thân nhé cả nhà nhá. Đây là dòng cáo nhỡ nhà em ghép được gần 2 năm rồi, nên là chúng ta mua về chúng ta chỉ việc tưới và treo lên và chờ hoa thôi. Hoa của nó là nở vào tháng 5, tháng 6 dương lịch. Đó, đã qua mùa hoa rồi đúng không ạ? Đó, mọi người nhìn thấy không ạ? Đó, mỗi một giỏ cáo rất là đẹp vì nó là hàng cáo rừng thuần, nên là nó sẽ không thể cánh tránh khỏi những cái vết dập khi mà khai thác từ trên rừng về. Đó, em Thảo bán mỗi một chậu cáo là bình thường là em Thảo bán 350 một chậu, nhưng mà ngày hôm nay trên livestream này em Thảo chỉ bán với giá là 270.000 một giỏ thôi. Đó, anh chị em nào mà mua từ hai giỏ trở lên thì em Thảo bao ship cho cả nhà nhá. Này, xin rất là đẹp luôn này. Đó, dáng hương đuôi cáo nhá, hoa của nó màu tím trắng, nở vào tháng 5, tháng 6, cây rất là khỏe, đang đi ngọn rất là lực này. Đó, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta còn sưu tầm một vài giỏ này. Đó, xin chào dáng hương đuôi cáo nhá. Và tiếp theo đây ạ, đây chính là những cái cây đai châu hàng khủng của nhà em này, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đó, những cây đai châu hàng khủng của nhà em 1, 2, 3, 4, 5, 6 cặp lá trở lên này, bản lá to, lá bươn rất là đẹp này. Đó, dòng này là dòng màu đỏ nhé cả nhà nhá. Màu đỏ mà có một số anh chị hay gọi là đỏ sắc pháo đúng không ạ? Đó, hay gọi là đỏ hoàng đế đều là đúng đấy ạ. Cây này là hàng cao cấp của nhà em. Đó, anh chị em có nhìn thấy không ạ? Em Thảo bán với giá là 750.000 ạ. Bình thường là cây này nếu mà có hoa đấy ạ, vào dịp Tết là một tầm 1,2 triệu đấy ạ. Đó, anh chị em nào mà yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhá. Đó, đây là đai châu hàng cao cấp của nhà em. Và cái con đai châu này thì em Thảo có hai con. Có hai con nó bị lỗi này. Có hai con nó hơi bị lỗi lá một chút xíu do em vận chuyển từ vườn về. Thì em Thảo sẽ bán thanh lý là 500.000 một cây. Đó, nó bị lỗi lá này. Em sẽ cho mọi người xem được cây này nó bị lỗi lá trên này này. Đó. Nó bị lỗi lá ở đây một chút xíu và nó chỉ bị lỗi một lá thôi. Đó, em có bán 500.000 thôi. Đây là cây thứ nhất nhá. Tiếp theo là cây số 2 này. Đây. Anh chị em nào yêu mến cây đa châu thì có thể là sưu tầm nhất. Đây này, cây này có bị lỗi một lá ở trên này này. Đó, đây mọi người nhìn qua. Đó, em Thảo cũng bán thanh lý là có 500.000 thôi. Cây đẹp là 700.000, 750 nhá cả nhà nhá. Đây, đa châu đây, cây lá rất là đẹp luôn này. Và tiếp theo một cái con lai rất là thành công giữa hoàng tử áo đỏ ren red và đa châu. Đó, con lai rất là thành công, mọi người có nhìn thấy này. À, vẫn có cái dáng của đai châu và cái lá thì là cái lòng dòng lá xếp của hoàng tử áo đỏ rất là đẹp đúng không ạ? Đó, cái dòng này là co mặt bông, đây là cây lá hương vàng sắc nguyệt, mặt bông của nó này. Mọi người nhìn thấy mặt bông của nó ở trên màn hình ở đây nhá, hương vàng sắc nguyệt. Còn đây là cây hồng chấm chớp, đó, có hai mặt bông như này rất là xinh. Bình thường là em Thảo bán là 350 một cặp như này, ngày hôm nay em trên livestream này em Thảo chỉ bán với giá là 250.000 thôi ạ. Anh chị em nào mà nhanh tay nhanh chân thì sẽ còn nhá. Bởi vì là cái cây này nó rất là đẹp và nói chung là nó là con lai này, là nó có 3 nét đẹp của cái dòng ba dòng luôn. Này mọi người nhìn thấy lá xếp đều tam tắp này. Cái dòng lá bươn ra bỗng xuống của đái châu vẫn còn này. Có đặc biệt là hoa này nở vào dịp Tết luôn, nên là được rất nhiều cô chú chị muốn sưu tầm. Đấy, 250.000 được hai cây này. Đấy. Anh chị em nào nếu mà chúng ta mua 4 cây là 500.000 thì em Thảo sẽ bao ship nhé cả nhà nhá. Số lượng em Thảo chỉ còn có 3 cặp tức là 6 cây thôi ạ. Đó, nên là anh chị em nào nhanh tay sẽ còn nhé. Và tiếp theo đây ạ, đây chính là cây hoàng tử áo đỏ hay còn là ren red này, một cái dòng hoa thu hút may mắn và tài lộc về gia đình của mình ạ. Hoa này thì được rất nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm để tặng quà tân gia hoặc là khai trương cửa hàng, bởi vì cái dòng hoa này là dòng hoa thu hút may mắn và tài lộc, dòng hoa phong thủy đấy ạ. Hoa của nó là màu đỏ nở vào Tết nhé cả nhà nhé, nở vào Tết âm lịch luôn, nên là được rất nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm. Dòng này thì ngoài chơi thân lá chơi hoa thì còn có thể là chơi rễ, là cái rễ gió của nó rất là khỏe này. Đó. À, ngày hôm nay trên livestream này em Thảo bán với giá rất là mềm luôn ạ. Bình thường là em Thảo bán là 250 một cây. Ngày hôm nay em Thảo bán với giá cực kỳ là mềm ạ. 350.000 được hai cây như này. Đó. 350.000 được hai cây nhé cả nhà nhá. Đó, em Thảo sẽ bao ship cho cả nhà khi mà cả nhà mua hai cây này. Đó, em chỉ bán cho đến khi nào em chỉ còn có 4 cây thôi này. Đó, chỉ còn có 4 cây thôi, nên là anh chị em nào nhanh tay thì sẽ còn đấy ạ. Đó, hoàng tử áo đỏ nhá, hay còn là ren red ạ. Đó, mọi người comment số điện thoại là sẽ có đơn hàng nhá.
Và đây ạ, cả nhà các bạn nhìn thấy này, đây chính là cây phi điệp lá mít thân thủ của nhà em ạ. Đây là tên của nó là DL166 nhá, mặt bông của nó là đỏ rực luôn. Đó, có cây năm ngoái đã cho bông rồi đấy ạ. Đó, và người ta có câu là khi hoa lên chậu như là hoàng hậu lên ngôi đúng không ạ. Đó, chúng ta mua về chúng ta thay qua một cái chậu khác thôi thì cây hoa lan của chúng ta cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Cây cao khoảng tầm 50 đến 60 cm rồi. Đấy, đây là hàng cao cấp, hàng VIP luôn, với mặt bông đỏ rực, hoa nở vào Tết rất là size nhá cả nhà nhá. Đó, bình thường những cây này nếu mà anh chị em có thể để ý, các nhà vườn nhà bán dòng DL166 này rơi khoảng tầm 500 cho đến 600 nghìn một thân nhá. Ngày hôm nay gia đình em Thảo bán chuyên giảm giá cho cô phía chị ạ. Đó, em lấy ra rơi như này, cây này khoảng tầm 60 cm này. Đó, hôm nay em Thảo bán với giá là 240.000 một thân như này. Đó, có cả thân già nhé cả nhà nhá. Là cây 52. Đó, nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm nhá. Dòng lá mít thân thủ này nếu mà được chăm sóc tốt ạ, nó có thể cao khoảng tầm từ 2m7 luôn. Mọi người nhìn thấy các bạn, lá mít này xinh chưa? Đó, dòng lá mít to, bản lá to dày rất là xinh luôn nè. Đó, 240.000 một chậu thôi, nên là cô chú chị nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm cho mình một vài chậu này. Xinh chưa? Cực kỳ là đẹp luôn. Em số lượng em chỉ còn có 7 chậu thôi. Đó, 7 chậu lá mít thân thủ như này. Đó, DL166 nhá. Anh chị em yêu mến thì chúng ta comment số điện thoại là sẽ có đơn hàng luôn đấy ạ. Đây, nhìn này. Mê chưa? Đó, chúng ta mua 2 chậu đi. Mua 2 chậu. Đấy, mua 2 chậu và chúng ta làm vào 1 chậu và chúng ta cố định nó lên thôi là cực kỳ là xinh luôn đấy ạ. Đấy, hàng cao cấp này, nhìn lá. Bản lá thôi là mê ly luôn. Em Thảo đang cầm đây là chậu dáng hương tam bảo sắc hàng đột biến hoa vàng lưỡi trắng nhé cả nhà nhé. Đó, riêng chậu dáng hương tam bảo sắc hoa vàng lưỡi trắng này thì bình thường nếu mà khoảng tầm 1 năm trước cả nhà mua thì không bao giờ dưới giá 1 triệu 2 một cây đúng không ạ. Và đây là hàng của Thái nhé cả nhà nhé. Dáng hương tam bảo sắc hoa vàng lưỡi trắng hàng đột biến. Nếu mà anh chị em mà chúng ta có điều kiện thì ta sưu tầm cho mình một vài chậu về để chúng ta trồng đúng không ạ. Bình thường những chậu đẹp như này đấy ạ, những cái chậu đẹp như này là em Thảo bán với giá là 350 một chậu. Đó, anh chị em nào đã theo dõi là khoảng tầm tháng 3 vừa rồi là em Thảo bán 250 một chậu là hết hàng luôn. Và ngày hôm nay trên livestream này em Thảo bán giá cực kỳ là mềm cho cô chú chị muốn sưu tầm đấy ạ. Đó, em Thảo bán với giá là 400.000 được 2 cây. Đó, tức là 200.000 một cây như này. Mua 2 cây em Thảo free ship cho cô chú chị nhá. Đó, hôm nay là em bán giá cực kỳ là mềm luôn ạ. Số lượng là em Thảo không còn nhiều đâu nên là cô chú chị nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm nhá. Với cái dòng của nó mọi người nhìn này, lá xếp rất là xinh nhá. Lá xếp này, đó, dòng lá xếp rất là đẹp luôn này. Đó, đặc biệt là hoa đột biến nữa nên là cô chú chị nào chúng ta nhìn thấy em Thảo livestream thì chúng ta chốt thì để lại số điện thoại là sẽ có đơn hàng luôn nhá. Đó, dáng hương tam bảo sắc hàng đột biến 200.000 một cây. Đó, mua 2 cây em Thảo bao ship. Em giới thiệu cả nhà đây là những cái bảng hạc vĩ của nhà em này. Đây là hàng em Thảo thuần nhá cả nhà nhá. Đây là hạc vĩ Bắc cả nhà ơi. Các bạn nhìn thấy này, nó khá là nhiều thân tơ, khoảng tầm 10 thân tơ đấy ạ. Đó, những cái bảng hạc vĩ như này. Đây là riêng hàng rừng đấy ạ. Hàng rừng thì chúng ta mua về chúng ta ghép thì nó sẽ lâu lên đúng không ạ. Còn bây giờ chúng ta mua hàng của nhà em thuần về, chúng ta chỉ việc treo lên và tưới nước chờ hoa đấy ạ. Hoa của nó rất là dai, rất là thơm. Hoa của nó là màu hồng phấn này. Đó, mỗi một bảng này bình thường là em Thảo bán 220.000 đúng không ạ. Ngày hôm nay em bán với giá là 350.000 được hai bảng như này. Và em Thảo sẽ bao ship khi mà cô nhân chị mua hai bảng nhá. Đó, đây là những cái bảng hạc vĩ. Nhà em Thảo còn có 5 bảng thôi. Đó, mỗi một bảng của nó này. Đấy, dài lắm, dài khoảng tầm 40cm rồi đây. Đó, em Thảo bán là 350.000 được hai bảng hạc vĩ. Đây là hạc vĩ Bắc, hoa rất thơm, rất dai nhé cả nhà nhá. Đó, anh chị em nào yêu mến hạt quý thì chỉ cần để lại địa chỉ và số điện thoại là sẽ có đơn hàng đấy. Tiếp theo đây, đây là những cái cây kiếm giống của nhà em này, cả nhà nhìn các bạn. Đó, đây là những cái cây kiếm giống của nhà em. Đấy, mọi người có nhìn thấy này, nhà em Thảo ngày hôm nay có 5 loại kiếm giống. Đây là hàng gieo hạt nhé cả nhà nhá. Kiếm giống của nhà em này mọi người nhìn này, đầu tiên em Thảo có này là kiếm vị hoàng này. Đó, kiếm vàng củ chi, kiếm phan trí, kiếm xanh Huế và kiếm vàng kiếm hoàng long. Đấy, nhà em Thảo có 5 loại kiếm này. Đấy, kiếm giống rất là xinh nhá. Mặt bông mẹ cực kỳ là xuất sắc luôn. Là em cho mọi người xem mặt bông mẹ luôn này. Em sẽ hiển thị ở dưới cái chỗ này để cho cả nhà xem thấy mặt bông luôn nhá. Những cái cây của nó là chưa quá là cao đâu. Cây kiếm giống khoảng tầm 6 cho đến 8 lá này, 6 cho đến 7 lá thôi mọi người nhìn thấy không ạ. Cây nhỏ nhỏ nhắn nhắn thôi. Đó, bình thường em Thảo bán 100.000 cây. Ngày hôm nay em Thảo trên livestream này, em Thảo bán với giá theo combo nhá. Đó, em Thảo bán là 350.000 một combo này. Đấy, nếu mà chúng ta mua theo combo 5 cây thì em Thảo sẽ bao ship cho cả nhà luôn. Đấy, combo kiếm giống, anh chị em nào chốt thì cho em Thảo xin địa chỉ luôn nhá. Đó, chỉ cần để lại số điện thoại là combo kiếm giống cùng số điện thoại là sẽ có đơn hàng luôn đấy ạ. Đấy, xin chào. Đấy,
từng combo một như này nhà em Thảo đã làm. Và đây em Thảo giới thiệu cả nhà những cái chậu cây phi điệp Việt mang bó này, cả nhà nhìn qua đây là hàng Hàn nhé cả nhà nhá. Anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ? Nếu mà để mà chúng ta mua một cây Việt mà có hoa ở trên thân thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 5 cho đến 7 triệu đúng không ạ? Đó chỉ là một cây có hoa và một mầm gốc lại, nếu mà chúng ta mua một cái giò to thì không bao giờ dưới giá 10 triệu đúng không nào. Và nếu mà anh chị em nào muốn săn bệt thì chúng ta có thể là mua về để chúng ta săn bệt. Em Thảo bán với giá rất là mềm luôn đấy ạ, 180.000 một chậu bệt ma bó. Đấy, mua 2 chậu em Thảo bao ship nhé cả nhà nhá. Đó, ngày hôm nay trên livestream này em Thảo bán rất là rẻ luôn. Đó, số lượng em Thảo chỉ còn có 4 chậu thôi, nên là cô chú anh chị nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm nhá. Cây của nó chưa quá là cao đâu, chỉ cao khoảng tầm 15 cho đến 20 cm. Đó, có khá là nhiều thân, khoảng tầm 3 thân. Đó, 3 thân. 3 thân dài dài, không có những cái thân con ở dưới này. Em nhìn các bạn đây này. Đó. Anh chị em vẫn nhìn thấy này. Đó. Anh chị em nào chốt bệt ma bó để đặt chân xin địa chỉ vào số điện thoại là sẽ có đơn hàng nhé cả nhà nhá. Giá thể nhà em Thảo trồng bằng vỏ thông nên nó rất là thoáng dễ nên sẽ không có hiện tượng nghẹt dễ đâu ạ. Đó, anh chị em mua về là chúng ta chỉ việc tưới, chúng ta nếu mà yêu mến thì yêu thích ấy, chúng ta phải thay qua một cái chậu khác. Đó, để cho nó thoải mái hơn cũng được đấy ạ. Đấy, cây của nó cao rất là xinh. Và đây, đây là những cây phi điệp hồng mỹ nhân hàng hạt của nhà em này, cả nhà có nhìn thấy này. Số lượng thì em Thảo chỉ còn có 4 chậu này thôi là hết hàng rồi. Đấy. Giá thể thì nhà em Thảo trồng bằng vỏ thông cộng với dây chile nhé cả nhà nhá. Ở bên dưới là xốp để làm sao ạ? Để cho rễ của nó khi mà nó khỏe nó đâm xuống dưới đấy ạ, thì nó sẽ không bị nghẹt rễ và nó sẽ không bị úng rễ khi mà chúng ta tưới. Đó. Những cái cây hồng mỹ nhân này nó cao khoảng tầm 20 đến 22 cm rồi. Đó, anh chị em nhìn thấy bạn cây rất là xinh nhá. Đó. Chỉ còn có 4 cây này thôi thì em sẽ bán thanh lý là 300.000 được 2 cặp này đi. Đó, mua lẻ là 170, còn mua 2 300 thì em Thảo bao ship luôn. Đó, chỉ còn có 4 cây nên là em Thảo bán. Tiếp theo đây, đây là những cái cây kiếm giống của nhà em này, cả nhà nhìn các bạn. Đó, đây là những cái cây kiếm giống của nhà em. Đấy, mọi người có nhìn thấy này, nhà em Thảo ngày hôm nay có 5 loại kiếm giống. Đây là hàng gieo hạt nhé cả nhà nhá. Kiếm giống của nhà em này mọi người nhìn này, đầu tiên em Thảo có này là kiếm vị hoàng này. Đó, kiếm vàng củ chi, kiếm phan trí, kiếm xanh Huế và kiếm vàng kiếm hoàng long. Đấy, nhà em Thảo có 5 loại kiếm này. Đấy, kiếm giống rất là xinh nhá. Mặt bông mẹ cực kỳ là xuất sắc luôn. Đấy, em cho mọi người xem mặt bông mẹ luôn này. Em sẽ hiển thị ở dưới cái chỗ này để cho cả nhà xem thấy mặt bông luôn nhá. Những cái cây của nó là chưa quá là cao đâu. Cây kiếm giống khoảng tầm 6 cho đến 8 lá này, 6 cho đến 7 lá thì mọi người nhìn thấy bạn. Cây nhỏ nhỏ nhắn nhắn thôi. Đó, bình thường em Thảo bán 100.000 cây. Ngày hôm nay em Thảo trên livestream này, em Thảo bán với giá theo combo nhá. Đó, em Thảo bán là 350.000 một combo này. Đấy. Nếu mà chúng ta mua theo combo 5 cây thì em Thảo sẽ bao ship cho cả nhà luôn. Đấy. Combo kiếm giống, anh chị em nào chốt thì cho em Thảo xin địa chỉ luôn nhá. Đó, chỉ cần để lại số điện thoại là combo kiếm giống trong số điện thoại là sẽ có đơn hàng luôn đấy ạ. Đấy, xin chào. Đấy. Từng combo một như này nhà em Thảo đã làm. Em giới thiệu cả nhà đây là những cái bảng hạc vĩ của nhà em này. Đây là hàng em Thảo thuần nhá cả nhà nhá. Đây là hạc vĩ Bắc cả nhà ơi, có bạn nhìn thấy này. Đó, khá là nhiều thân tơ, khoảng tầm 10 thân tơ đấy ạ. Đó, những cái bảng hạc vĩ như này. Đây là riêng hàng rừng đấy ạ. Hàng rừng thì chúng ta mua về chúng ta ghép thì nó sẽ lâu lên đúng không ạ. Còn bây giờ chúng ta mua hàng của nhà em thuần về, chúng ta chỉ việc treo lên và tưới nước chờ hoa đấy ạ. Hoa của nó rất là sai, rất là thơm. Hoa của nó là màu hồng phấn này. Đó, mỗi một bảng này bình thường là em Thảo bán 220.000 đúng không ạ. Ngày hôm nay em bán với giá là 350.000 được hai bảng như này. Và em Thảo sẽ bao ship khi mà cô nhắn chị mua hai bảng nhá. Đó, đây là những cái bảng hạc vĩ thì nhà em Thảo còn có 5 bảng thôi. Đó, mỗi một bảng của nó này. Đấy, dài lắm, dài khoảng tầm 40 cm rồi đây. Đó, em Thảo bán là 350.000 được hai bảng hạc vĩ. Đây là hạc vĩ Bắc, hoa rất thơm, rất sai nhé cả nhà nhá. Đó, anh chị em nào yêu mến hạt quý thì chỉ cần để lại địa chỉ và số điện thoại là sẽ có đơn hàng nha. Bên này đây là những cây giống cây phi điệp của nhà em Thảo. Hôm nay duy nhất em Thảo sẽ chiên quý khách hàng giảm 50% cho cô chú anh chị nào yêu mến. Những cái chậu bình thường, những cái chậu cây xinh đẹp như này. Đây mọi người vẫn nhìn thấy này. Hôm nay cây nào nó cũng xinh, cũng đẹp hết, từ 1 đến 2 thân. Cây cao khoảng từ 4 đến 6 cm. Bình thường những chậu này em Thảo bán 75.000 đúng không ạ? Hôm nay duy nhất em Thảo bán với giá là 350.000, 10 chậu em Thảo bao ship cho mọi người. Cây rất là xinh xắn, dễ thương và rất là khỏe mạnh nha. Do rất là nhiều dòng giống nên là em Thảo sẽ gói theo combo để cho cô chú anh chị có thể là dễ dàng lựa chọn cho mình những cái giống phi điệp đẹp nhá. Đây, cây rất là đẹp ạ, từ 4 đến 6 cm. Đầu tiên em Thảo sẽ đặt theo combo là combo may mắn 350.000 đã có ship nhá cả nhà nhá.
Combo may mắn thì gồm có này, phi điệp 5 cái trắng hiển oanh. Nếu mà nói về hàng ươm ki của nó thì rơi khoảng tầm 10 triệu 1 cm đúng không ạ? Đây mọi người nhìn thấy này, cây phi điệp 5 cái trắng hiển oanh này. Đó. Và đây là những cái tấm vé số dành cho cô chú anh chị muốn săn những mặt bông đẹp đúng không ạ? Đó, tiếp theo là 5 cánh trắng phú thọ. Mọi người nhìn thấy này. Đó. Tiếp theo là cây phi điệp 5 cánh trắng lâm sung. Đó. Tiếp theo là cây phi điệp 6 mắt thăng long. Đây mọi người nhìn thấy này. Đó. Tiếp theo là cây mắt đỏ hòa bình. Xinh chưa? Dòng cây phi điệp hòa bình ấy thì lúc nào cái lá của nó cũng dày dặn hơn so với cái dòng cây phi điệp khác đấy ạ. Tiếp theo là cây phi điệp bệt môi tuyết. Đó, bệt môi tuyết, mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp và dễ thương đấy ạ. Và tiếp theo là cây phi điệp hồng mỹ nhân. Đó, hàng gieo hạt năm 2 rồi mọi người ạ. Nên là cái độ thích nghi môi trường nó rất là cao, mọi người nhìn thấy cây nhất này. Đó. Tiếp theo là cây phi điệp gái nhảy từ 1 đến 2 thân nhé cả nhà nhé. Đó. Thứ 9 là cây phi điệp hồng minh châu. Và cuối cùng là cây phi điệp hồng xòe. Đó. Combo may mắn 350.000 gồm có 10 loại, 10 mặt bông như cả nhà đang nhìn trên hình này đấy ạ. Đó, cây rất là đẹp đúng không ạ? Và tiếp theo một cái combo nữa là combo em đặt tên là combo hạnh phúc. Đó, bình thường combo hạnh phúc những cây đẹp như này em Thảo bán 75.000 một cây đúng không ạ? Hôm nay thì em Thảo cũng giảm giá 50%, chỉ còn có là 350.000. Em Thảo bao ship cho mọi người luôn nhá. Đó, rất là xinh đúng không ạ? Cây rất là đẹp luôn. Đó. Combo hạnh phúc gồm có 5 cánh trắng bạch tuyết này, 5 cánh trắng cầu vồng, 5 cánh trắng ngọc bích, phi điệp nữ hoàng 28, phi điệp mắt châu lưng xanh, phi điệp cánh bầu hòa bình, phi điệp hồng yên thủy, phi điệp châu như, phi điệp ám hòa bình, phi điệp ám phú thọ đúng không ạ? Combo này gồm có 10 loại 350.000, đã bao gồm cước nhé cả nhà nhé. Đây là cây của nó, mọi người vẫn nhìn thấy cây 5 cái trắng bạch tuyết rất là đẹp rồi, thân xanh rất là xinh đúng không ạ? Tiếp theo đó chính là cây 5 cái trắng ngọc bích cũng thân xanh rất là xinh đúng không ạ? Đó, cây đẹp lắm. Này, 5 cái trắng cầu vồng rất là xinh đúng không ạ? Cũng là dòng thân xanh luôn. 350.000 được 10 cây này. Và một cái cây là cây nữ hoàng 28 rất là đẹp này, từ 1 đến 2 thân nhé cả nhà nhé. Đó, em sẽ cố gắng lựa cho mọi người những cái chậu xinh. Phi điệp cánh bầu hòa bình, phi điệp ám mắt châu lưng xanh, phi điệp hồng yên thủy, phi điệp ám phú thọ, phi điệp ám hòa bình này. Dòng cây phi điệp hòa bình lúc nào nó cũng dày dặn hơn đấy ạ. Tiếp theo là cây phi điệp châu như. Đó, tím này. 10 cây này em Thảo bán với giá là 350.000, đã bao gồm tiền ship. Và tiếp theo là một cái combo em đặt tên là combo thịnh vượng, gồm có những cái dòng cây của cây phi điệp ở vùng Lâm Đồng đấy ạ. Gồm có là phi điệp ma bò này, phi điệp di linh xuân, phi điệp nù 68, phi điệp sơn điền cánh mai, phi điệp lộc bắc, phi điệp Easo, phi điệp thác bay này, phi điệp nù tam bố, phi điệp đắc lây hay gọi là giả hạc đắc lây đúng không ạ, người đẹp của vùng Tây Nguyên. Và cuối cùng là bệt núi chúa. Đây gồm có 10 cây, 10 chậu rất là đẹp này. Đó, bình thường những cây này là combo này là mua vào là 750.000 đúng không ạ? Hôm nay em Thảo bán với giá là 350.000, bao ship đến tận nhà cho mọi người. Chỉ có ngày hôm nay em bao ship rồi đấy ạ. Cây của nó rất là đẹp luôn, mọi người nhìn thấy đây, cây nào nó cũng xinh hết á. Đó. Vì còn rất nhiều mặt hàng nên em Thảo sẽ quay nhanh thôi. Đó, cây này gồm có combo thịnh vượng, bạn nào muốn lấy thì có thể là comment luôn này. Đó, đầu tiên là cây phi điệp ma bó này. Mọi người thấy cây xinh không? Mặt bông mẹ rất là đẹp đúng không ạ? Tiếp theo là cây phi điệp di linh xuân. Phi điệp nù 68. Phi điệp sơn điền cánh mai. Phi điệp lộc bắc. Phi điệp Easo, đấy, bệt Easo này mọi người nhìn thấy xinh không? Đó, cây cao từ 4 đến 6 cm ạ. Tiếp theo là cây phi điệp thác bay. Thác bay lúc nào cái thân của nó cũng màu mộc này, kể cả cây to nó cũng thế này. Tiếp theo là cây phi điệp nù tam bố này, nhìn thấy xinh chưa? Đó. Tiếp theo là cây phi điệp đắc lây. Và cuối cùng là cây bệt núi chúa. Đó. Đây là những cây thân tím rất là đẹp này. Em Thảo bán là 350.000 nhá. Và cuối cùng đây là một cái combo tích hợp tại từ combo thịnh vượng này, combo may mắn và combo hạnh phúc đúng không ạ? Gồm có combo em đặt là combo cắt tường.
Combo cát tường này gồm có 10 loại dòng hồng đây, mọi người có nhìn thấy này. Đó. Tất cả là hàng hạt 52 nhé mọi người nhé. Cây giống rất là khỏe và xinh đấy ạ. Đó, hồng Minh Châu này. Xinh chưa? Đó. Hồng búp bê này. Tiếp theo là cây hồng Liên Anh. Hồng Yên Thủy này. Hồng Gia Lai. Mặt bông mẹ thì nó là hàng gieo hạt nên là tỷ lệ của nó là một tấm vé số dành cho cô chú anh chị yêu mến, bởi vì không phải chúng ta ai chúng ta cũng có điều kiện để chúng ta bỏ ra 80 đến 100 triệu để chúng ta mua những cái hàng ươm ki hàng ba về chúng ta trồng đúng không ạ? Đó. Tiếp theo là cây phi điệp hồng xòe. Phi điệp hồng mỹ nhân. Cây này là cao từ 4 đến 6 cm nhá, em quay gần thì nó có thể to hơn một chút đấy ạ. Tiếp theo là hồng á hậu. Hồng Thiên Cung này. Và cuối cùng đây là hồng mắt ngọc. Một cái cây rất là xinh đúng không ạ? Đó. Combo cát tường này em Thảo bán 350.000, đã bao gồm tiền ship nhé cả nhà nhé. Và bây giờ em Thảo sẽ quay tiếp những cái mặt hàng khác nữa ạ. Bên này đây là những chậu cây phi điệp 5 cánh trắng cầu vồng. Mặt bông mẹ rất là đẹp và thân lá của nó cũng rất là xinh nữa. Anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ? Nếu mà hàng va riêng cái dòng 5 cánh trắng cầu vồng này tính theo centi đấy ạ, nó rơi vào khoảng tầm 15 triệu trên một centi. Nhưng mà đây là hàng gieo hạt, một tấm vé số để chúng ta săn những cái mặt bông đẹp. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm. Dòng này chơi thân lá rất là đẹp này, mặt bông mẹ cũng cực kỳ là xinh nữa. Dòng cây 52 nên là độ thích nghi môi trường nó rất là cao. Nếu mà chậu 3 thân thì nó cao khoảng từ 8 cho đến 12 centi, đang lên ngọn rất là lực. Đó. Còn nếu mà chậu 2 thân thì nó sẽ cao hơn một chút, khoảng tầm 12 cho đến 15 centi. Đấy, chỉ 230.000 một chậu luôn đúng không ạ? Đó, xinh chưa? Đây là những chậu cây bệt ma bó này, cây của nó cũng khá là nhiều thân, khoảng từ 3 thân. Mà cây của nó này cao khoảng từ 6 cho đến 8 cm thôi nhưng mà đang đi ngọn rất là lực luôn. Đấy, xinh chưa? Bệt ma bó 3 đến 3 thân. Đấy, xinh lá, thân lá rất là đẹp tròn tròn này. Đó, bệt thì nếu mà chúng ta mua hàng bệt mà nó sổ tại trên thân đi ạ thì không bao giờ có giá là dưới 7 triệu đúng không ạ? Năm ngoái nhà em Thảo có sổ ra một cái cây bệt lá tròn. Đấy, bệt ma bó rất là đẹp là bán giá là được 7 triệu mà nó là hàng hạt nó sổ ra đấy ạ. Đó, nếu mà anh chị em nào săn bệt thì chúng ta sưu tầm những cái cây bệt hàng hạt này về thì chúng ta săn ra những cái mặt bông đẹp nhá. Em Thảo bán với giá rất là mềm luôn, 220.000 một chậu. Mua 2 chậu em Thảo bao ship cho mọi người. Đó, xinh chưa? Làm 2 chậu về chúng ta trồng. Bệt ma bó này. Đây là dòng cây phi điệp đột biến nữ hoàng 28, hàng gieo hạt rất là đẹp với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp và căng luôn. Mọi người có thể nhìn thấy mặt bông mẹ của nó đấy ạ. Dòng này là dòng thân xanh rất là xinh luôn. Đó, dòng này chơi thân lá cũng rất là đẹp luôn. Cây của nó khá là cao từ 25 đến 30 cm. Mỗi một chậu của nó gồm có 2 thân. Đấy, rất là đẹp này, đang đi ngọn rất là lực nhá. Tới này nó sẽ cho bông luôn đấy. Đó, mọi người có thể nhìn thấy này. Cây rất là xinh, em Thảo bán 270.000 một chậu. Mua 2 chậu em Thảo bao ship cho mọi người. Đó, xinh chưa? Cây rất là đẹp nhá. Nữ hoàng 28 hàng hạt rất là xinh. Một tấm vé số cho anh chị em nào muốn sưu tầm để những mặt. Bên này đây là những chậu cây phi điệp 5 cánh trắng bạch tuyết hàng gieo hạt của nhà em Thảo. Cô chú anh chị gọi nhìn thấy mỗi một chậu của nó hiện tại đang đi ngọn rất là lực này. Mọi người nhìn thấy không ạ? Đó, dòng chơi thân chơi lá cực kỳ là đã luôn ạ. Đáp ứng được yêu cầu của người chơi là chơi thân này. Đã chơi thân lại còn chơi lá đúng không ạ? Thân của nó rất là mập mạp này, lá của nó là lá xếp mít. Đó, rất là xinh đúng không ạ? Và tiếp theo là cái dòng này dòng thân xanh nên là chúng ta là một tấm vé số để chúng ta săn những cái mặt bông đẹp đúng không ạ? Và trong hoa lan thì khi mà chúng ta đã chơi hoa lan rồi thì sổ ra mặt bông nào nó cũng xinh hết ạ, đúng không ạ? Đấy. Năm cái trắng bạch tuyết ngày hôm nay bình thường những chậu này em Thảo bán là 250. Nhưng mà em Thảo tri ân nhân dịp cuối tuần với giá là 295.000 một chậu một cặp như em Thảo đang cầm trên tay này đây. Đó. Cây cao từ 19 cho đến 20 cm, có cây cao 17, từ 17 đến 20 cm mọi người nhìn thấy ạ. Dòng lá này rất là đẹp luôn. Dòng thân xanh rất là xinh. Và bên này đây là những chậu cây phi điệp 5 cái trắng Phú Thọ hàng gieo hạt, cũng là cây 52 của nhà em. Đó. Mỗi một chậu của nó gồm có 2 thân. Mặt bông mẹ rất là xinh và đẹp đúng không ạ? Bây giờ hiện tại mà giao dịch trên thị trường thì cũng phải mấy triệu cho một cm đúng không ạ? Đó. Cây cao từ 10 đến 12 cm. Một chậu gồm có 2 thân rất là đẹp đúng không ạ? Em Thảo bán bình thường những chậu này là 250 một chậu, hôm nay em bán là 295.000 một chậu như này. Đó, nếu mà bây giờ chúng ta mua lẻ là em Thảo bán 200.000 nhá. Đó. Và tất nhiên là tất cả các cô chú anh chị khi mua hoa lan của nhà em Thảo ngày hôm nay thì cũng đều được tặng một gói siêu lân đúng không nào? Đó, rất là đẹp và khỏe cây mọi người nhìn thấy này. Đó.
Và cô chú anh chị khi mua một cặp là 5 cánh trắng Phú Thọ và một cặp 5 cánh trắng Bạch Tuyết thì em Thảo cũng bán là 295.000 cho cô chú anh chị yêu mến để chúng ta săn vé số nhá. Đó, rất là đẹp cây. Và bên này đây là những chậu cây phi điệp 5 cánh trắng Lâm Sung rất là đẹp của nhà em Thảo. Mỗi một chậu của nó gồm có một thân, cây cao khoảng từ 14 đến 15 cm rất là đẹp đấy ạ. Hiện tại thì cây đang đi ngọn rất là lực. Đó, em Thảo bán lẻ là bình thường những chậu này là 240.000 đúng không ạ? Hôm nay em Thảo chỉ bán với giá là 295.000 được một cặp này. Đó, tức là cô chú anh chị có thể lấy cả 5 cánh trắng Phú Thọ hoặc là 5 cánh trắng Lâm Sung, hoặc là 5 cánh trắng Lâm Sung với 5 cánh trắng Bạch Tuyết thì em Thảo cũng đều bán với giá 295.000 thôi nhé cả nhà nhé. Đó, cây rất là khỏe và rất là đẹp đấy ạ. Đó, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta phải sưu tầm một vài chậu về chúng ta trồng, bởi vì cây của nó cây nào cũng là chúng ta nên mua cho mình những cái lọ bả sen này về để chúng ta phòng ngừa đúng không ạ? Bởi vì là những cái mầm gốc khi mà lên mà những cái con sen nó ăn vào thì rất là xót xa đấy ạ. Một cách là cố định nhất đúng không ạ? Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái phân chùn quế này, phân dạng viên nén 100% từ phân con giun quế. Cái này thì sẽ vừa giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, vừa là giá thể để cố định cho độ ẩm nhất định cho cây cần thiết đúng không ạ? Và cái dòng hoa cái chất dinh dưỡng này nó còn giúp là đẩy quá trình nhanh ra rễ cho cây phát triển tốt hơn đúng không ạ? Vừa là giá thể vừa là phân bón rất là tốt. Một gói như thế này em Thảo bán với giá là 20.000 là nửa cân nhé cả nhà nhé. Xinh lắm. Nói chung là cái dòng này rất là nhiều công dụng luôn. Và bây giờ đang là loại phân tốt nhất dùng cho cây của chúng ta đúng không ạ? Vừa làm giá thể vừa làm phân luôn, 20.000 một gói. Và bên này đây chính là phân tan chậm. Đó chính là phân tan chậm 14, 13, 13 đúng không ạ? Cái dòng này thì nó sẽ là cung cấp vi lượng kali lân cho cây, giúp cây của chúng ta có thể là cung cấp thức ăn và cung cấp chất dinh dưỡng để cây của chúng ta cái quá trình trao đổi chất của chúng ta diễn ra nhanh hơn đúng không ạ? Nhưng mà cái này thì đặc biệt là chỉ sử dụng cho cây trưởng thành thôi nhá, nhớ cây nào mà chưa ra rễ thì chúng ta không được sử dụng đâu ạ. Cái này thì em bán với giá là 120.000, đây trên này 126.000 ạ. Gói này gói 1 cân nhá cả nhà nhá, phân tan chậm của Nhật. Đó, em có 2 dòng. Nếu như tháng 3, tháng 4 lan bước vào thời kỳ sinh trưởng thì tháng 5, tháng 6 là cây sinh trưởng khá là mạnh đúng không ạ? Nhưng mà lại gặp phải cản trở những đợt mưa kéo dài đúng không ạ? Nên chúng ta chẳng dám là phun chất kích thích tăng trưởng nào cả, bởi vì sợ là bị trồng bị thối nhũn đúng không ạ? Và khi mà bước vào tháng 8, tháng 9 trở đi thì cái mùa này là cái mùa khô rồi, nên là rất là hạn chế được cái vấn đề là chống thối nhũn đúng không ạ? Nên vì vậy là chúng ta cần phải bổ sung rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng để cây của chúng ta phát triển mạnh nhất đúng không ạ? Và dồn chất dinh dưỡng để cây cho hoa. Và hai cái thành phần không thể thiếu đó chính là siêu lân và siêu lân, siêu kali là hai chất cực kỳ là quan trọng và không thể thiếu trong 3 tháng cuối năm này đúng không ạ? Và nó cũng là hai chất quan trọng nhất. Và đây, đầu tiên đó chính là siêu lân. Siêu lân thì nó có nhiệm vụ là chống rét khi cây lan của chúng ta bước vào mùa đông. Thứ hai là chống nghẹt rễ đúng không ạ? Và giúp cây của chúng ta sinh trưởng một cách tốt nhất. Đồng thời nó sẽ giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, đẩy nhanh quá trình ra hoa và phân bám mầm hoa cho cây lan của nhà mình. Và tiếp theo đó chính là kali. Thì kali nó sẽ có nhiệm vụ đó chính là vận chuyển nước và chất dinh dưỡng từ gốc lên đến ngọn. Nó như vậy thì nó sẽ làm trung hòa chất dinh dưỡng cho toàn bộ cây của chúng ta, giúp cho cây của chúng ta có thể là phát triển một cách toàn diện đúng không ạ? Và khi mà chúng ta pha thì chúng ta sẽ pha 2 lần với 1 kali để cho chuẩn nhé cả nhà nhé. Và để mà đủ một liệu trình cho cây hoa lan của chúng ta thì chúng ta nên mua là 10 lần và 5 kali. Và 10 lần và 5 kali. Riêng cái này thì chúng ta 1 tháng chúng ta có thể phun được 2 lần, được 3 lần nhé cả nhà nhé. Từ 2 đến 3 lần nhé cả nhà nhé. Đấy, đó chính là siêu lân và siêu kali, hai chất cực kỳ là quan trọng giúp cho việc phân bám mầm hoa cho các cây của mình đúng không ạ? Đồng thời nó sẽ giúp cây của chúng ta phát triển một cách tốt nhất, vượt bậc nhất đúng không ạ? Đây, siêu ra hoa này, siêu đậu quả, kích thích ra rễ cực mạnh đây. Đó. Siêu lân thì em Thảo bán với giá là 10.000 một gói, còn kali là 20.000 một gói. Và decamon này nó sẽ giúp là điều hòa sinh trưởng cho cây đúng không ạ? Giúp lá hình thành và giúp cây hoa lan của ta hình thành bộ rễ hình xương cá đúng không ạ? Đó, decamon này em bán 70.000 một lọ. Ngoài ra thì cái decamon này nó còn là kích thích sự nảy mầm, ra rễ đâm chồi. Đấy này, đấy, chỗ bông đồng loạt này. Đấy. Tiếp theo, một cái sản phẩm phân bón lá, đó chính là NPK 3010 đúng không ạ? Làm cái dòng hóa giúp cây của chúng ta có thể lá đẻ nhánh khỏe và ra lá rất là tốt đúng không ạ? Ra thì nó còn giúp lá tăng sức đề kháng cho cây, giúp cây của chúng ta có thể lá chống được những cái bệnh, đặc biệt là giúp cây của chúng ta có thể là quang hợp một cách mạnh nhất. Đó.
Đây, em bán này, NPK 30, 30, 30, 10, 10 này em bán 25.000, phân bón lá nhá. Ngoài ra thì gia đình em Thảo còn có một cái dòng phân bón lá. Đây, phân bón lá này em bán 70.000, đây là hàng của Thái. Đấy. Tiếp theo vitamin B1. Vitamin B1 này em bán là 50.000 một lọ. Đó. Vitamin B1 thì nó sẽ giúp kích thích và điều hòa sinh trưởng đúng không ạ? Và tăng cự sinh trưởng, tăng cường sự sinh trưởng của bộ rễ, giảm bớt các độc tố có hại cho cây trồng. Và đặc biệt là tăng sức đề kháng của cây đúng không ạ? Chống hạn, chống sốc cho cây. Và tiếp theo đây là Super Home này. Super Home này cũng là một cái dòng để bón lá đúng không ạ? Nó có tác dụng đó chính là đâm chồi nảy đẻ nhánh này, phát triển bộ rễ, tăng cường khả năng kích ứng và chống chọi với thời tiết đúng không ạ? Đấy. Super Home này em bán là 85.000. Đây là hàng cao cấp nhé cả nhà nhá. Rất là, thế là em có 3 dòng đấy. Tự nhiên lúc nãy là phân bón lá thì em có 3 loại. Cô chú anh chị có thể chọn cho mình một loại cũng được. Tiếp theo đó chính là vitamin Super Thai đúng không ạ? Đó chính là hormone tăng trưởng. Nó cung cấp là các chất dinh dưỡng để kích thích sự tăng trưởng cho cây, cải thiện chất lượng của đất trồng đúng không ạ? Đặc biệt là cái dòng này nó sẽ giúp hoa lan của chúng ta sẽ to hơn, rực rỡ hơn đúng không ạ? Cây của chúng ta phát triển mạnh hơn. Và cái dòng này thì sử dụng được cho mọi giai đoạn cây của chúng ta. Một lọ Super Thai em bán 120.000, lọ này lọ to nhé cả nhà nhé, lọ to đấy. Đó. Và đây là thẻ ghi tên này. Đấy, thẻ ghi tên. Thẻ ghi tên này thì em bán với giá là 70.000, được nhiều lắm, được 100 cái hay sao ấy. Đấy. Đây. Và riêng đối với dòng kích rễ thì nó sẽ giúp mình là tăng cường bộ rễ đúng không ạ? Thì em Thảo có hai cái dòng kích rễ, một kích rễ là N3M 25.000. Một kích rễ là kích rễ Thái 70.000. Đó. Và đây là nước xịt kiến cao cấp đây. Chúng ta nếu mà chúng ta anh chị em nào mà lan chúng ta ít thôi ấy, thì chúng ta có thể là sử dụng cái này để chúng ta xịt trực tiếp vào cái cây hoa của mình. Đây. Và đây là xịt côn trùng này. Đấy. Cuốn chiếu các kiểu này. Đấy. Một cái thì em bán là xịt kiến 50.000, xịt côn trùng 50.000. Còn nếu mà anh chị em nào mà vườn rộng thì chúng ta có thể lấy cái này về. Đây cũng là một thuốc diệt kiến này, chúng ta sẽ pha đây này. Một cái lọ này thì chúng ta sẽ pha được với 10 lít nước. Đấy. Sử dụng cái này cũng 50.000 thôi. Và bả sen, bẫy sen đúng không ạ? Bả sen này em bán là 35.000. Đấy, vườn nào có ốc sen nhiều. Và đây là thuốc kích hoa. Thuốc kích hoa này sẽ giúp cây của chúng ta ra hoa nhiều, căng bông và to đẹp hơn đúng không ạ? À, hoa của chúng sẽ nở đều hơn. Một lọ này, thuốc kích hoa của Thái Omega bạn này, Omega này thì em bán là 90.000. Nano bạc này. Nano bạc này để phòng chống thối nhũn thì nó cũng giống với Kinkin Boom, giá của nó bằng nhau, 55.000. Đấy. Nhầm, nano bạc là 45.000, còn Kinkin Boom là 60.000 nhá cả nhà nhá. Đây. Nếu mà để phòng thối nhũn thì chúng ta một tháng chúng ta phun 2 lần. Có thể là sử dụng Kinkin Boom cũng được. Đấy. Và đặc trị vi khuẩn, đặc trị nấm thì chúng ta sẽ sử dụng Stainer là 20.000 một gói. Nói chung là về sự hướng dẫn liều lượng thì gia đình em Thảo cũng có ghi ra một bảng. Cô chú anh chị về chúng ta có thể làm đúng ở trên cái này cũng được. Hoặc là